kính chào quý vị và bà con. Thưa quý vị và bà con, rãnh áp thấp qua khu vực Bắc Bộ kết hợp với hội tụ gió trên cao nên trong đêm nay và ngày mai, toàn vùng tiếp tục có mưa rào và dông. Vùng mưa tập trung tại khu vực Tây Bắc và Đồng Bằng, bao gồm cả thủ đô Hà Nội. Do có mưa nên nền nhiệt vẫn ở ngưỡng mát mẻ, cao nhất ngày chỉ trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ. Dự báo đợt mưa dông lần này sẽ còn kéo dài đến ngày 19 tháng 6. Trong cơn dông thường tiềm ẩn nguy cơ về các hiện tượng thời tiết nguy hiểm đi kèm. Vì vậy, quý vị và bà con cũng cần hết sức lưu ý. Với các tỉnh Trung Bộ, từ Thanh Hóa cho đến phía Bắc của Nghệ An, do phần nào chịu tác động của rãnh mưa dông phía Bắc, nên những cơn mưa rào có khả năng xuất hiện trong thời điểm chiều tối. Nắng nóng vì thế sẽ suy giảm hơn trong ngày mai. Tuy nhiên, dọc các tỉnh từ Hà Tĩnh cho đến tận Phú Yên, thời tiết ít có sự biến đổi, ngày có nắng và khá nóng với mức nhiệt độ lên cao trong khoảng từ 35 cho đến 37 độ, mưa hầu như ít có khả năng xảy ra. Thưa quý vị và bà con, thời gian gần đây ở các tỉnh Bắc Trung Bộ mưa nhiều kèm theo nhiệt độ cao, ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của ngô, đáng lưu ý là bệnh đốm nâu. Đốm nâu là bệnh gây hại trên lá, bẹ lá, thân. Biểu hiện của bệnh là trên bẹ lá, vết bệnh thường có màu nâu. Các vết bệnh có thể liên kết lại không định hình cụ thể. Bệnh nặng các mô bị phân hủy, gây gãy ngang cổ, bẹ lá. Bệnh tấn công cả thân, gây gãy thân khi gặp gió. Vì chưa có giống kháng bệnh nên để phòng trừ bệnh, bà con cần thực hiện tốt các công tác như sau. Vệ sinh ruộng, dọn sạch cỏ dại và tàn dư từ vụ trước, mang ra khỏi ruộng tiêu hủy để giảm nguồn bệnh tích lũy. Với những vùng ngô hay bị bệnh, bà con nên trồng hàng cách hàng thưa hơn để giảm nhanh độ ẩm sau các đợt mưa. Thông thường kiểu canh tác không theo hàng trên đất, dốc chân đồi, bệnh thường phát triển mạnh. Bà con thường xuyên thăm đồng, nếu phát hiện cây ngô chớm bị bệnh, cần tiến hành phòng trừ bằng các loại thuốc thực vật theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông. Còn tại Phú Yên, hiện có 7.000 con vịt chết và nguy cơ lây lan dịch bệnh cao. Nguyên nhân là do người dân không tuân thủ các biện pháp tiêu hủy gia cầm bị bệnh, cũng như là không tiêm phòng vaccine phòng bệnh. Hiện vịt chết cho mắc bệnh dịch tả và tụ huyết trùng. Vì vậy, sau khi vịt chết, người nuôi không được vứt xác vịt xuống kênh mương bừa bãi, tạo điều kiện cho mầm bệnh lây lan phát tán và gây ô nhiễm môi trường nước. Bà con cần thu gom vịt chết mang đi tiêu hủy, chôn lấp theo quy định, vệ sinh, tiêu độc khử trùng khu vực chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi. Và tiếp tục với những thông tin về thời tiết. Ở các tỉnh từ Khánh Hòa cho đến Bình Thuận, trưa chiều có nắng với mức nhiệt trong khoảng từ 32 cho đến 34 độ. Khu vực còn lại bao gồm Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ổn định ban ngày có nắng, với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng từ 30 cho đến 32 độ tại Tây Nguyên và từ 32 cho đến 34 độ ở Nam Bộ. Mưa chỉ xuất hiện ở một vài nơi vào chiều tối với lượng không nhiều và kết thúc nhanh, nên nhìn chung sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt của người dân khu vực. Và tiếp theo, mời bà con cùng theo dõi phần dự báo chi tiết cho đêm nay và ngày mai cho các khu vực trên cả nước. Ở phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Mưa tập trung chính trong đêm nay và sáng mai, cần đề phòng với gió giật mạnh trong cơn dông. Nền nhiệt thấp nhất từ 23 cho đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất là 29 cho đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Mưa tập trung chính trong đêm nay và sáng mai, cần đề phòng với gió giật mạnh trong cơn dông. Nền nhiệt thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, cao nhất từ 28 cho đến 31 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông ở vài nơi. Riêng Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào rải rác, nắng nóng suy giảm, gió Tây đến Tây Nam cấp 2 cho đến cấp 3. Nền nhiệt thấp nhất từ 26 cho đến 29 độ, cao nhất ở phía Bắc là 33 cho đến 35 độ, phía Nam là từ 35 cho đến 37 độ. Tại các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng cho đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng. Ở phía Bắc có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông ở vài nơi, gió Tây Nam cấp 2 cho đến cấp 3. Nền nhiệt thấp nhất từ 26 cho đến 29 độ, cao nhất từ 33 cho đến 36 độ. Tại Tây Nguyên, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở vài nơi, gió nhẹ. Nền nhiệt thấp nhất từ 21 cho đến 24 độ, cao nhất từ 30 cho đến 33 độ. Tại các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông ở vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 2 cho đến cấp 3. Nền nhiệt thấp nhất từ 24 cho đến 27 độ, cao nhất từ 32 cho đến 35 độ. Bản tin thời tiết nông vụ cũng xin được khép lại tại đây. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.